Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì Long có mặt ở quê các bạn ạ. Long thì đã quay rất là nhiều những cái phiên chợ đặc sắc ở vùng cao rồi. Nhưng mà có nhiều bạn thắc mắc là thế bạn sống ở đâu, bạn có sống ở vùng cao không, thì đây chính là nơi Long sinh sống các bạn ạ. Long sẽ đi review quay một vòng khu chợ mà nơi Long sinh sống nhé. Cũng rất là đặc biệt bởi cái phiên chợ này đang được bày bán ở giữa lòng đường luôn các bạn ạ. Còn đường thì rất là rộng do là dân sinh sống thôi, nhưng mà người dân lại bán ngay ở lòng đường này. Lý do vô cùng là thú vị và đặc biệt các bạn nhé. Xin mời các bạn hãy tới chân Long để khám phá. Vì phiên chợ được lò họp giữa cái lòng đường này nên là không có điểm đầu chợ, điểm cuối chợ các bạn ạ. Mình sẽ đi từ cái chân dốc con đường này lên nhé. Khu vực dưới chân dốc này đó là khu vực bán gà, vịt, ngan. Đây là những chú chim bồ câu rất đáng yêu. Lùi lên hơn trên một chút đó là khu vực bán rau củ quả. Toàn những rau do bà con ở miền núi trồng được thôi, rất là tươi xanh. Chào cô nhá, cháu quay một chút cô ạ. Đây là măng này. Măng lứa hả chị? Măng lứa. Ngon quá nhở, cái này về xào thì ngon lắm. Xào với lòng gà các thứ. Còn rau ngót và rau cải. Cải kia cải nương hả cô? Vừa ngon nhở. Cháu cảm ơn nhá, cháu đi đây. Đây là măng dối đi các bạn. Măng từ những cái cây trên rừng và được phơi khô rồi, cái này về ngâm nước sau đó là xào với những cái loại thịt hoặc là làm canh rất là ngon đấy, đặc sản cho mình luôn. Ở đây thì bán những cái trái dưa hấu do gia đình tự trồng được, rất là nhỏ các bạn ạ, chỉ một vốc tay của mình ấy thôi. Búng vào nó cũng khá là già, chắc là ăn sẽ rất là ngon đấy. Trên quê mình là gần như là rất là nhiều các dân tộc, ví dụ người Tày, người Nùng, người Kinh, người Dao đều có hết các bạn ạ. Nên là giao thoa giữa cái phiên chợ này rất là nhiều sắc tộc. Thì trước mặt các bạn là một cô của người đồng bào người Tày. Chào cô ạ, cô ơi, cô bán cái gì đấy ạ? Bán giả của Lang. À, bán giả của Lang ạ. À, rất là tuyệt vời. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Chào cô ạ. Cô ơi, cái quả này quả gì đấy mà bây giờ cháu mới nhìn thấy ạ? Quả đậu bắp. Cô quả gì ạ? Quả đậu bắp. À. Vâng, cái này về xào không nhỉ? Xào luôn. À vâng ạ. Ngoài ra còn những cái rau nữa. Có những cái củ khoai rất là ngon này. Khoai này hầm với xương thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cháu cảm ơn các cô nhá. Đây là những quả lúc lắc rất xanh tươi các bạn ạ. Lúc lắc này thì nó một bài thuốc luôn. Có thể mang về để lộp hoặc là mang về làm thuốc cũng rất tuyệt vời. Ở đây có một số cái rau ngải cứu nữa. Mình khá là thích ăn cái rau ngải cứu này luôn. Chào chào hai cô ạ. Hai cô bóc lạc để mình bán luôn ạ hay là bóc mình ăn đấy ạ? À, lạc đỏ để bán luôn. Rau muống này, những cái buồng chuối này, chuối rất là ngon. Còn đây là măng gì đấy cô? Măng tre làm ớt. À, măng tre để làm măng ớt đấy ạ. Ôi, tuyệt vời luôn, măng này thì ăn rất là giòn. Và có thể làm muối ớt ăn với phở hoặc là cho vào nước chấm rất là tốt. Cháu cảm ơn hai cô nhá. Toàn những cái đồ rừng núi mình thôi, măng này, khoai này, những cái buồng chuối rất là ngon từ núi rừng này. Ngoài ra còn có những cái rau, ngoài ra thì có những cái bớ rau dớn rất là ngon, có thể về nộ. Vâng. Ôi, cà giòn à cô? Cà giòn á. Ngon nhỉ, toàn đặc sản thôi. Có ít. Khoai mán này mình bán bao nhiêu tiền một cân đấy cô? Khoai mán thì 15.000 cân. À, rẻ vậy ạ. Vâng, hầm với xương thì ăn rất là dẻo các bạn nhé. Đây là những cái bó đũa được người dân ở đây bán. Đũa này thì đũa được làm bằng cái thân cây tre và sau đó được mang về và luộc với cái lá cơm đỏ ấy, thì màu nó sẽ như này các bạn ạ. Khi mà làm này thì nó rất ít khi là mốc, màu rất là đẹp. Cô bán nhiều rau dớn thế. Lý do bởi phiên chợ này họp giữa cái lòng đường này là cái chợ chính đang được xây dựng lại các bạn ạ. Và cũng là một phần là do thói quen của người dân nơi đây là người ta cứ tiện, người ta ngồi luôn hai mặt đường này. Các bạn có thể nhìn thấy là ngồi ngay trước cửa những cái gia đình trước mặt này luôn. Nhưng mà người miền núi trên mình ấy thì hòa đồng và gần gũi cũng như là hiền lắm. Nên là mọi người có thể thấy là những người xa lạ hoàn toàn có thể ngồi ngay trước cổng nhà người ta. Nhưng mà người ta cũng không nói gì đâu. Rất là thoải mái, tạo mọi điều kiện. Thứ nhất là về cái lối sống sinh hoạt ở đây, người dân rất là gần gũi. Thứ hai là
bởi vì là chợ chính đang được xây lại, chính vì vậy là những người dân địa bàn ở hai ven đường này rất là tạo điều kiện cho bà con có thể mưu sinh được, rất tuyệt vời. Cảnh mua bán ở đây thì diễn ra rất là tấp nập các bạn ạ. Mình đi vào hơi muộn đấy, chứ mình đi vào sớm hơn một chút là cái khu vực này sẽ là tắc đường hết đấy. Chào chị nhá. Chị ơi, chị bán cái đỗ gì đấy ạ? Đỗ tương. À, đỗ tương này về để bóc hạt, tách hạt để xào hay làm gì đây chị? Mua về luộc. À, luộc. À, luộc xong là cứ tẽ ra ăn hột thôi. Vâng, em cảm ơn chị. Quay cả cái cô vặt đi. Quay cả cô đang vặt đi. Trước mặt chúng ta là cái rau đắng đấy các bạn, rất là ngon. Ngoài ra còn có củ kiệu nữa, một số cái loại khoai nhỏ này ăn thì ngon cực kỳ luôn. Rất là đặc sản, cái gian hàng của chị bán rất là nhiều đặc sản. Chú mua hết chỗ đấy luôn ạ. Ơ đây cay nhỉ. Ở đây chị còn bán cái lá nhân trần được phơi khô này, về có thể nấu với nước và uống rất là mát trong mùa hè. Rau dớn chị cũng có bán luôn, cả với cả rau ngót nữa. Ngoài ra đặc biệt là có những cái chú cua đồng này. Ở những cánh đồng trên mình thì đa phần là những cánh đồng ruộng bậc thang thôi các bạn ạ. Chính vì vậy mà cũng không có nhiều đồng ruộng lắm đâu. Đấy, bắt được những cái chỗ này cua này rất là quý đấy. Cái cua này nó lại bóng bóng như kiểu cua đá đây này. Vâng, vâng. Cua này nó là cua đồng. Đấy, cua đồng nó vàng vàng hơn tí nhỉ. Các bạn ở trên mình, trên vùng núi nên là cái màu cua nó, màu cua nó vẫn lai lai, cua núi một tí. Đây, đây, cua đồng. Dạ vâng. Đấy, cho cảm ơn chú nhé, cảm ơn chị nhé. Đấy, chị vừa đi chợ vùng cao về mới có những cái hàng này thôi. Chào cho các cô nhá, cháu quay chợ quê mình một chút. Cô té ngô để rang à cô? Ừ, ngô nếp này ngon nhỉ. Úi giời, chỗ này hơi bị đắt hàng luôn. Quê mình bán toàn đặc sản đấy cô nhỉ, toàn đặc sản núi rừng thôi. Vâng, không có tí độc hại nào nữa. Đặc sản núi rừng thích không? Vâng, thích à cô ạ. Lên rừng ăn cho nó sướng. Vâng. Toàn cái đồ ngon. Đâu cháu người đây mà cô. Rau sạch. Rau sạch. Ở Hà Nội cần gửi đồ về cho ăn, bây giờ về trên này rồi. À thế ạ. Vâng, bao nhiêu năm ở Hà Nội nhưng mà vẫn bảo bố mẹ gửi mẹ ăn đồ của mẹ thịt là các thứ là đồ mẹ. Mẹ gửi hết ở quê lên, ăn cho an toàn cô ạ. Và cô chở những chiếc chổi chít bằng xe đạp, cô không bán nữa cô. Nghỉ sớm thế. Bán cứ dắt quanh à, vâng. Thế có khi là dắt quanh đi từ đây đến nhà là hết đấy nhỉ? Công nhận chổi cô đan nhìn nó chắc chắn và thẩm mỹ cao thật, đẹp. À thế ạ. Chổi này bao nhiêu tiền một cái hả cô? 50.000 một cái. À 50.000 một cái. Cháu cảm ơn cô nhé, cháu đi đây. Ngoài cái phiên chợ bán thực phẩm này ra thì ở trên Lục Yên mình còn có một phiên chợ vô cùng nổi tiếng. Đó là một trong hai thủ phủ đá quý lớn nhất Việt Nam. Đó là chợ đá quý Lục Yên đấy các bạn. Mình sẽ đưa một số hình ảnh để các bạn xem nhé. Chào các chị nhá. Em quay phim một tí. Wow, những cái quả táo mèo rất là ngon này, đặc sản quê hương Yên Bái mình. Cái này về có thể ngâm với đường để uống giải khát vào mùa hè. Ngoài ra những cái táo bi này thì mọi người có thể ngâm với mật ong và sau đó là sẽ ngâm với rượu, rượu táo mèo Yên Bái. Thơm ngon lắm đấy. Đấy, sâu sâu bên kia là cái khu vực gian hàng bán 10.000 đồng trên một sản phẩm thì cũng khá là đông. Những hàng đấy cũng khá là tiện dụng đấy. Còn ngay trước mặt đây các bạn có thể thấy những cô bán những cái gian hàng rất là nhỏ thôi. Có vài chục quả trứng, một vài cái mớ rau nhỏ nhỏ này thôi nhưng cũng đã tạo nên một cái phiên chợ không khí rất tấp nập rồi. Trên mình đặc biệt là cái mùa này nó là mùa măng nhá, rất là nhiều măng được trời bày bán. Măng dối cũng có, măng khô, măng hốc cũng có. Đây các bạn này, cua này là cua đồng này. Cua bên kia thì nó hơi lai lai lúi rồi. Cua này cua đồng luôn. Và khe luôn, ôi một con nhảy ra. Được cặp nhá.
bắt em với. Cầm một tay không bắt được nó các bạn ạ, rất là khỏe nhanh. Cái này vừa bắt buổi sáng à chị? Nó vẫn còn nhanh nhẹn lắm, ngon quá. Ở đây thì phiên chợ ở trên mình khoái nhất là những cái rau xanh này các bạn ạ. Xanh, cóc, các thứ là toàn ở nhà ra thôi. Ở khu vực đỉnh dốc đây là nơi bán cái có những cái bàn thịt lợn, thịt trâu, bò rất là nhiều. Và ngoài ra còn có cả cá nữa. Thì bây giờ mình đi sẽ lên hẳn đầu dốc kia để giới thiệu cái chợ chính cho mọi người nhé. Cháu chào chú ạ, chú bán nỏ à chú? Cái nỏ này, cái thân cháu hỏi một chút, cái thân gỗ này mình làm bằng gỗ gì đấy ạ? Gỗ vòi trò. Gỗ vòi trò ạ. À, cái này trò, còn cái này chẹ. Còn kẹ. À cái kẹ. Còn cái dây này thì mình kết bằng cái loại dây gì đấy ạ? Mà chắc chắn đấy. Dây cô loa máy xay sát. À dây dù với dây cô loa máy xay sát đấy ạ. Mỗi cái nỏ này thì chú bán bao nhiêu tiền đấy ạ? 400. À 400.000. Rồi. Chú ơi, cho hỏi một chút là cái lửa mà làm được cái một cái lọ này thì chú mất khoảng bao nhiêu ngày? Nếu như sẵn gỗ rồi ấy, không phải đi lấy. Chú vào không vào không thôi, nhưng mà làm thì đi chợ chơi luôn. Bán thôi. Đây cũng là cái niềm đam mê của chú đúng không? Chú cũng hay 6 ngày đấy. À 6 ngày. Đi lấy cây cánh này này. Vâng. Ngày lại làm cái thân này này. Dạ vâng. Đi lấy cái thân đó. Còn ngày vào, ngày đóng. Vâng. Đóng xong là sau này còn làm cái dây này. Vâng, ôi dạ, rất là công phu đấy. Vâng, chủ yếu là chú thỏa mãn cái đam mê của chú đúng không? Những cái cuộc thi bắn nỏ các thứ này chú hay tham gia không ạ? Có, nhưng mà bây giờ già bắt rồi kìa. Vâng. À dạ vâng, cho cảm ơn chú nhá. Chào chú ạ, chúc chú bán hàng may mắn. Cháu quay chợ quê. Đây các bạn ạ, phía trước mặt các bạn đấy là cái khu chợ đang được xây dựng lại đấy. Một thời gian nữa thì khi mà xây xong thì bà con lên đây thì sẽ di chuyển vào trong chợ bán để giữ cảnh quan chung cũng như là giao thông thuận tiện hơn. Đây phía trong chỗ tay mình chỉ đấy đó là cái trung tâm chợ cũ các bạn ạ. Chợ đấy thì bây giờ bán những cái loại quần áo, vải vóc cũng như là những cái dụng cụ sinh hoạt trong gia đình cũng như một số hàng khô. Và hàng thịt lợn, trâu bò cũng có một phần ở trong đó. Nhưng mà bên trong đó thì bây giờ không tấp nập như bên ngoài nữa rồi. Bên ngoài này mua thì tiện hơn rất là nhiều. Thì phiên chợ này kéo dài chừng khoảng một cây số, kéo dài suốt từ cái ngã tư bờ hồ trung tâm chính của huyện, kéo dài một vòng cung cho đến xuôi thẳng xuống dưới này. Lời khắp khắp nơi nơi ở phiên chợ này đều bán táo mèo các bạn ạ. Mùa táo mèo, mùa đặc sản trên mình mà. Nhiều táo mèo kinh khủng luôn. Đây là một cô của đồng bào người Tày đang bán những cái sản phẩm của mình tự làm được. Đó là những cái trái bánh chuối này. Bánh, vâng, bánh lỏng này và đặc biệt là có cả cơm nam nữa. Cơm nam. Đây là những trái hồng đỏ này, cái này mà để cho nó đỏ lên thắp hương thì đẹp lắm các bạn. Và vừa rồi thì Long đã đồng hành cùng các bạn để khám phá thiên chợ đây Long đang sinh sống đây. Đó là một cái mảnh đất rất là trữ tình và mộc mạc, người dân ở đây hòa thuận và hiền hòa lắm các bạn ạ. Những cái đặc sản của người dân mang ra thì đa phần là những cái rau củ quả nông sản cho gia đình trồng được. Ngoài ra đặc biệt ở đây có rất là nhiều táo mèo, rất là đặc sản của Yên Bái các bạn nhé.
phiên chợ có 102, đó là một trong hai thủ phủ đá quý lớn nhất Việt Nam, đó là phiên chợ đá quý Lục Yên rồi. Và có lẽ là video của Long xin kết thúc tại đây. Các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào.